Bùi Tiến Dũng tiết lộ chấn thương nặng trước khi lên tuyển Việt Nam. Bùi Tiến Dũng bắt đầu dính chấn thương từ đầu tháng 3 năm 2022. Sau đó, trung vệ sinh năm 95 mất gần 6 tháng để điều trị và không thể thi đấu cho cả câu lạc bộ Viettel lẫn tuyển Việt Nam. Cầu thủ 27 tuổi chỉ đá 2 trận cho Viettel hồi đầu mùa trước khi vắng mặt trong 9 trận đấu tiếp theo ở V-League 2022. Anh vừa trở lại trên băng ghế dự bị của Viettel từ vòng 13. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển, Bùi Tiến Dũng đã bỏ lỡ 3 trận đấu. Trong buổi họp báo trước giải giao hữu Tam Hùng được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện cùng huấn luyện viên Park để trả lời phỏng vấn báo chí. Trung vệ của câu lạc bộ Viettel đã chia sẻ về tình trạng của bản thân cũng như lần đầu tiết lộ về chấn thương nghiêm trọng mà anh gặp phải. "Vào lúc này, thể trạng của tôi rất tốt, đạt 100%. Trận đấu vừa rồi ở V-League tôi đã đá đủ 90 phút cho Viettel. Trong đợt này tôi có sức khỏe tốt và hoàn toàn có thể đá 2 trận đấu tới với đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu. Trước đó tôi bị thoát vị đĩa đệm khá nặng, phải nghỉ mất 6 tháng. Giờ thì thể trạng đã tốt rồi và tôi sẵn sàng thể hiện khả năng của mình", trung vệ Bùi Tiến Dũng nói. Bùi Tiến Dũng là trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam lâu nay. Tuy nhiên trong lần tập trung này, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với nhiều đồng đội cũ như Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Thành Trung và đặc biệt là các cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Duy Cương, thậm chí là Nhâm Mạnh Dũng. Khi được hỏi rằng liệu có e ngại rằng sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ sẽ khiến cho vị trí của mình ở hàng thủ bị lung lay hay không, Bùi Tiến Dũng chia sẻ các cầu thủ trẻ rất xứng đáng được lên tuyển, khả năng chuyên môn của các cầu thủ ở tuyển Việt Nam là như nhau. Bên cạnh đó các nhân tố mới sẽ tạo động lực cạnh tranh tốt cho những cầu thủ cũ như tôi. Trong sinh hoạt và tập luyện, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho các bạn trẻ. Sự xuất hiện của các bạn ấy là rất tốt cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này.